Đây, chuyến tàu cao tốc Vang Viên đi Cố Đô luôn các bạn, vận tốc chạy 150 cây số giờ khoảng độ đó, chạy rất êm. Vù 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 luôn á. Trong khu đợi chờ tàu cao tốc ở thị trấn Vang Viên các bạn, như một sân bay nha. Thậm chí còn tốt hơn sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam vì cái mảng này là các bạn có nước uống miễn phí luôn. Và là mấy loại tốt. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, có hot water luôn, nước nóng luôn á. Đợi chờ vào tàu cao tốc từ thị trấn Vang Viên đi Cố Đô luôn Luang Prabang các bạn. Đông khiếp không? Toàn khách nước ngoài, đại đa số là Trung Quốc. Chào các bạn, hiện tại là khoảng độ hơn 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 2023. Đây mình đang có mặt ha, ở trạm xe lửa nhanh thị trấn Vang Viên. Mình đến đây để mua vé từ Vang Viên đi Cố Đô luôn vào bằng ngày mai các bạn. Đây là cái chỗ mua vé nè. Ở khách sạn mình ở hoặc là bên văn phòng du lịch đó, cũng có bán vé nữa. Tuy nhiên là họ sẽ tính cái phần phí phục vụ nha. Và phí phục vụ của họ là cao hơn 100.000 kiếp đó các bạn, cho một người. Mình đến đây để mình xem thực tế coi cái vé nó mua như thế nào, giá bao nhiêu. Ở đây các bạn lưu ý nha, họ mở cửa từ 7:30 sáng tới 10:30 sáng. Xong buổi trưa mở cửa từ 12:10 tới 13:10. Xong rồi buổi chiều mở cửa từ 2:00 chiều tới 7:20 phút. Đó. Còn những cái khung giờ khác họ sẽ đóng cửa đó, các bạn lưu ý nha. Đây một lần nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô mua vé. Welcome to Vang Viên. Tàu nhanh của Trung Quốc. Để thử xem coi tốc độ nó chạy bao nhiêu. Mình đang ở Vang Viên. Như chữ Lào, đợi chút xíu coi. Mình mua vé ngày 10. Rồi đợi chút xíu. Ồ nhưng mà các bạn hộ chiếu không ta? Không biết nữa. Vui các bạn, mình đi mua vé mà không mang theo hộ chiếu, cuối cùng phải chạy về. Trời ơi, 12 cây số bây giờ vô lại. Bây giờ các bạn để ý nè, ship hàng khá là dài mà có một nhân viên bán vé ở Lào, nó cứ từ từ cháo nó sẽ nhừ. Mà là một hệ thống chuyên nghiệp mà vẫn còn như vậy. Đáng lẽ là phải có nhiều nhân viên bán vé hơn ha. Lâu quá. Chậm. Nó mua được vé các bạn nha. Đây là vé ngồi cứng từ Vang Viên đi Luang Prabang, giờ khởi hành sẽ là 9:24 sáng và dự kiến là sẽ đi trong vòng 1 tiếng 10 phút. Thì số tiền là 86.000 kiếp các bạn nha. Cái loại mà sang hơn nữa, tức là cái ghế ngồi tốt hơn, hiện tại là hết vé rồi. Các bạn thấy không, đi mua vé trước một ngày đó nha, mà vẫn còn như vậy đó. Ok, rồi để xem ngày mai. 86.000 kiếp là khoảng 130.000 mình đó. Để xem ngày mai coi cái chuyến tàu như thế nào nha. Đây là tàu cao tốc Vang Viên đi Luang Prabang. 2011 Tùng có đi từ Quảng Châu đến Thâm Quyến.
thì tốc độ của tàu lúc đó là 315 cây số giờ các bạn, ở Trung Quốc nha. Còn ở Lào thì không biết là Trung Quốc nó xây cái tuyến tàu này cho Lào với vận tốc bao nhiêu, để ngày mai kiểm tra thử dịch vụ. Đã trở lại resort Sansa các bạn ha. Ở đây có chuyến từ Van Vien đi Luang Prabang lúc 8:25 sáng và đến nơi 9:23, hoặc là Van Vien Luang Prabang 9:20, 10:53. Buổi sáng sớm 8:25 xuất phát thì có cái business class là 450.000 kip, first class là 289.000 kip, second class là 219.000 kip, có là những loại sang đó. Còn cái 9:20 thì cái giường nằm là 309.000 kip, còn cái ghế ngồi là 186.000 kip. Các bạn thấy không? Có nghĩa là mình đã mua được cái ghế ngồi là 86.000 kip ngay tại cái trạm tàu cao tốc nha. Còn mua ở đây sẽ có thêm một cái phí dịch vụ là 100.000 kip cho một vé, thì họ nói là cái này là phí để mua vé. Cái thứ hai nữa là sẽ có túc túc chở mình ra ngoài. Tuy nhiên mình vẫn muốn đến tận nơi để mua vé để xem như thế nào. Ngoài ra thì ở đây có thấy ghi là có chuyến buổi chiều là 4:11, đến nơi là 5:10. Như vậy tùy các bạn thôi ha, các bạn có thể là mua vé ngay tại resort, mua tại văn phòng du lịch thì phải có phí, còn hai là các bạn tự động các bạn chạy đến nơi các bạn mua. Mình nghĩ nếu mà đi một người thì các bạn có thể mua vé ngay tại resort hoặc là văn phòng du lịch, bởi vì tốn 100.000 kip nhưng mà các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Cái thứ hai là thực sự là cái túc túc từ sang resort hoặc là ở trong trung tâm thị trấn chạy ra tới cái trạm tàu cao tốc á, họ cũng sẽ lấy mình khoảng độ 100.000 kip, rất là khó để deal với được men túc túc. Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8:30 sáng ngày 10/3/2023 ha. Thì từ khách sạn Sansa Resort ở Van Vien có túc túc để đi vô trạm tàu nhanh các bạn, tức là tàu cao tốc đó, với giá là 30.000 kip một người nha, hai người là 60.000 kip. Thì cái này là dịch vụ ở bên resort họ đặt cho, chứ nếu mình tự đặt á có giá khoảng độ cả 100.000 kip các bạn, nên nhờ bên khách sạn nha. Và thực tế thì một chiếc thế này họ chạy trong khoảng độ hơn 5 phút chở được khoảng độ 7 người các bạn, và 7 người này coi như kiếm được 210.000 kip rồi, quá ngon. Rồi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem tàu cao tốc của Trung Quốc xây cho Lào như thế nào. Xe chỉ đậu ngoài đây thôi, chúng ta sẽ phải đi bộ vô chút xíu ha, chứ không có chạy thẳng như tuần kia. Van Vien, chúng ta đang trên đường đến Cố đô Luang Prabang, cố đô của đất nước triệu voi, thường gọi là vạn tượng. Các bạn xem nè, bầu trời nó mờ mờ các bạn nhé, và đêm mặt trời. Rất đông. Ồ. Rồi rồi rồi, nhớ Lễ Tân rồi. Để nhắn qua bên cho họ cho. Ôi, bạn Lễ Tân nó quên luôn vụ đó luôn. Ủa, chìa khóa là chết. Đó là mình thuê xe ngay tại resort các bạn, trả cái key của cái phòng thôi. Mà cái key là cái chìa khóa xe thì quên trả. Ơi, không thôi là phải quay trở lại rồi đó. Ủ hồn. Có vẻ đông ha. Bây giờ chúng ta phải làm thủ tục check in. Thì nguyên tắc là phải check in trước 30 phút các bạn. Cái tuyến tàu này dài từ thủ đô Viên Trăng lên cố đô Luang Prabang các bạn, hình như là 416 cây số hay sao đó. Để mình xem chính xác lại nha. Một lần nữa thì năm 2011 từ Quảng Châu đi Thâm Quyến ở Trung Quốc, tụi ngồi trên tàu cao tốc của họ thì lúc đó chạy 316 cây số giờ các bạn, chạy rất nhanh, rất êm, không có bất kỳ một cảm giác là rung lắc gì cả. Trung Quốc lúc đó thực sự đã rất phát triển rồi,
về cái hệ thống giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, một sự ngoạn mục. Hơi tiếc, hơi buồn cho Việt Nam, tới năm nay 2023 nhưng mà đường sắt của chúng ta vẫn ở chỗ chạy tạch 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 cứ 50, 60, 70, 80 cây số giờ vậy. Bởi đây là lý do mình không có thích đường sắt của Việt Nam, thường là mình đi xe buýt hoặc là bay thẳng luôn, chứ đi xe buýt lâu, chứ đi xe lửa lâu quá. Trừ một đoạn là mình đi từ Hà Nội lên Lào Cai thì có đi xe lửa dạng ngủ trên xe, cao cấp hơn chút xíu. Wow, bà con Trung Quốc thì đâu ở đâu dữ vậy? Rồi Trung Quốc không, chắc qua để đầu tư làm ăn đó. Rồi bà con đông quá vậy, có ship hàng, ship hàng, ship hàng. Wow. Vang Dinh Railway Station. My friend. Ok, từ từ để chụp hình đó. Cầm chiếc hộ chiếu với lại cái tờ vé đúng không? Còn đi như sân bay luôn á. Soi hành lý nữa. Soi hành lý nữa hả? Ồ lờ lờ. Ở bên Trung Quốc đâu có dữ vậy đâu. Ở Trung Quốc mình nhớ là lúc mình đi không có soi dữ dằn vậy. Ở đây chỉ là di chuyển liên tỉnh mà phải soi dữ. Đi sân bay luôn. Bị bên trong cho quay phim. Mình đang bên ngoài. Ở đây là mình phải trình cái vé hay là cái hộ chiếu nha, cho họ xem. Đây mình quay luôn phía trước phía sau, các bạn thấy không, mình đang đứng khoảng độ giữa đó. Đại đa số là khách Trung Quốc. Quá trời. Không có được mang vũ khí, mang rồi nó giống như kiểu máy bay rồi cả phụng là mà cái dung dịch nước cũng không được mang theo mà nhiều nữa, là thì có quy định như thế nào. Đến gần hơn nha, đó súng dao rồi ba cái dung dịch động vật hoang dã, nó nhiều chuyện thế không biết. Mình trông nha, hiện đại. Không phải nói chứ nhìn cái nhà ga của nó phía dưới còn sạch hơn cái tầng sân nhất. Đúng không anh? Nhìn nó sạch hơn á. Ok. Em đi kiểm xuất vé mà nói là cảm ơn nhiều nhiều các bạn, dễ thương á. Rồi. Cho mình quay luôn, không có sợ gì hết. Tới luôn. Rồi, đi qua. Đây bên trong các bạn, kiểm tra dễ dàng lắm, chỉ đưa hành lý qua xong mà đứng lại thôi. Sao ta, họ không có yêu cầu cởi giày cởi dép da gì hết á, sướng. Rồi chúng ta chuẩn bị để xem ở đây sẽ có cái phần nước nè, họ cho nước uống miễn phí nè, các bạn thấy nè nha. Rồi mấy cô Trung Quốc là Excel. Có phòng VIP luôn các bạn nha. Rồi đây là phần nước uống nè, đó hơn cả sân bay Tân Sơn Nhất về cái mặt này á, ngay tại gọi cái điểm chờ ở chúng ta là cái phần nước đó vẫn còn để theo kiểu gọi là cái chai, những cái bình, cái lọ, và bán một chai nước suối ở trong phần đó là khoảng độ từ 50.000 tới 110.000 đồng. Thấy không? Không gian rộng lớn. Đây mình quay cái ghế ngồi nha.
đây là Trung Quốc họ làm, hiển nhiên là phải là tiền của Lào với lại Trung Quốc rồi, mình nghĩ vậy. Bây giờ là khoảng độ 9 giờ các bạn. Góc nhìn toàn cảnh luôn. À, bây giờ chúng ta đi qua đây chút xíu các bạn. Mình lướt lại chút xíu nha, các bạn sẽ nhìn cái hình của cái chiếc tàu nha. Đây là cái tàu cao tốc của họ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy luôn cái hình của Patuxay là Khải Hoàng Môn. Ở đây có số điện thoại là 020-550-77705. Tuy nhiên thực tế mà nói có một cái điểm dở chỗ là họ không có cho đặt online. Mình không có đặt online được các bạn, mà phải trực tiếp đến mua không à. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà vệ sinh nha, để xem nhà vệ sinh như thế nào. Đi ra xong sẽ diễn tả các bạn nghe về cái mức độ sạch sẽ hay là tốt của nó. Sẵn mình vô luôn, không có ai đây hết nè. Đây là khu vực nhà vệ sinh của nó, sạch sẽ nha. Rồi, bạn có thấy nè, cấm hút thuốc nha. Đây, có chỗ thấp chỗ cao. Đừng có chê Trung Quốc. Thực tế một là họ đã làm rồi, thì làm rất là khá. Bây giờ mới hơn 9 giờ hơn hả? Ở đây nhân viên mình thấy là họ nhẹ nhàng các bạn. Không biết nói được tiếng Anh không? Xin chào yêu, phải tuổi là. Ồ, xe xe nì. Nói được tiếng Trung các bạn. Dễ thương không? Thập chạy lại lại. Ít ra phải lịch sự các bạn, không phải giống như cái xứ Đông Lào ở cái sân bay, trời ơi, hải quan nhìn thấy ghét. Các bạn biết xứ Đông Lào là xứ nào không? Không phải mình chê chứ mỗi một lần mình đó là hải quan chỗ đó nó bực mình lắm, cái mặt lạnh như tiền vậy đó. Quá trời không đây. Tưởng ít ai ngờ quá trời đông. One by one. Đến cuối cùng luôn các bạn. Chuyến tàu này thực tế là từ thủ đô Viên Chăn đi đến Văn Viên, cố đô Luang Prabang, và điểm cuối cùng của họ chính là Bô Tên các bạn. Mình biết là Bô Tên nha, là giáp biên giới giữa Lào và Trung Quốc. Từ đó có thể đi về Côn Minh Đại Lý Lệ Giang, Shangri-La. Bô Tên là BOTN, Bô Tên. Năm 2011 thì mình đã dành ra một tháng để đi Vân Nam từ Nguyên Dương, Côn Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La, rồi Đức Khâm, rồi Ma Lý, Tuyết Sơn. Một tỉnh thôi đi cấp cả tháng chưa hết các bạn. Rồi kể cả Hồ Lưu Gu nữa, Tây Lương, Nữ Quốc. Đồng quá trời đồng luôn á. Phía trước mặt mình các bạn, đây có hai cô nha, hai cô đến từ Tây Sông Bản Nạp, Si Xoan Bản Na của Vân Nam qua đây chơi. Bây giờ cậu sẽ đi Luang Prabang 2 ngày, sau đó sẽ trở lại Trung Quốc. Tây Sông Bản Nạp rất là nổi tiếng các bạn. Tuy nhiên đợt đó mình đi Vân Nam thì mình không có ghé qua. Chuẩn bị vô nha, để xem tàu thế nào. Quá trời đông.
cái cảnh này là ngành đường sắt Việt Nam em mê. Kiểm tra vé xong các bạn nha, các bạn đây là người Lào nói được tiếng Trung rất khá. Hồi nãy các bạn nói là San Hao Chò Pen, có nghĩa là số 3 quẹo bên phía tay trái. Đây các bạn nhìn, bây giờ 9 giờ 10 rồi nha. Đằng kia là số 4, chúng ta là số 3, ở đây là 16712. Vậy là số 3. Ủa? San Hao là ở đây rồi. San Hao Chò Pen. Chơi chưa? Ở đây là China Railway, đây chính là cái xe chở hàng chứ không phải xe tàu cao tốc các bạn. tận hả? Ủa sao nó để số 3 vậy? Nó ghi San Hao Chò Pen, dán tùm lum mà quýnh chết. À vậy là canh theo số vàng các bạn. Cái cột có để cái chữ số vàng đó, chúng ta thấy số 5, vậy số 4, số 3. Lý do là bởi vì mình mua cái loại vé là ghế ngồi các bạn. Mình đi mua trước một ngày ấy nha, mà hết vé. Chứ thực sự là cũng muốn trải nghiệm cái loại VIP con như thế nào. Số 3 phía trước, San Hao Chò Pen, Vang Vinh Railway Station. Cặp trai dễ thương. Mấy bạn Trung Quốc là đi tàu cao tốc mà loại VIP nhiều. Mấy bạn Tây ba lô với ta ba lô như mình chơi ghế ngồi. Ok, số 3 đây rồi. Chúng ta đợi tàu đến. Số 3. Đi rồi, đợi tàu nó đến. Đó. K 1 2 is at platform. Please stand in a line and get on the train orderly. Don't cross the white line and pay attention to your safety. Please take care of your children and not to get separated. Dear passengers, please don't run on the platform and pay attention to your safety. Ở đây họ nói ba thứ tiếng các bạn, tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng Trung nha. Nãy tiếng Lào và tiếng Trung mình cũng ghi hình. Chúng ta đang đợi tàu đến ở cái vạch này. Bạn kia chắc là người Singapore hoặc là người Malaysia. Đang đến các bạn nha. Đối với mình thì không lạ gì, nhưng mà đôi khi cảm thấy buồn buồn á, cho cái tình hình về cơ sở hạ tầng, về giao thông ở Việt Nam chúng ta. Bao nhiêu năm rồi nó không phát triển, di chuyển liên tỉnh giữa các nơi vẫn còn chậm quá. Ngoài trừ hàng không của Việt Nam thì nói chung phát triển cũng khá là tốt. Dù sao thì so với nhiều nước thì đúng là chúng ta thụt lùi, là không phải là thụt lùi mà chúng ta đứng yên, chúng ta không phát triển. Cái tàu này là tàu gì đây? Tàu này là tàu hàng á. Cái này tàu hàng. Sao cái dáng hình nó khác quá vậy?
lĩa lĩa. Sao nó khác với cái hình dữ vậy? Để coi tốc độ thế nào. Là về hình dáng cái tàu này nó rất là khác với cái tàu cao tốc đã đi ở bên Trung Quốc. Để xem thế nào các bạn. Xem cái tốc độ nha. Mình sẽ bấm cái thời gian nó chạy. Rồi. Trời ơi, sao cái tàu này nó khác với bên Trung Quốc dữ vậy? Wow, thực ra là một hàng là 5 ghế, 50 là đông. Đây các bạn, phải nói là cái chỗ ngồi là hành lý là bên trên đó, đông lắm, không đủ luôn. Phải nhét hành lý dưới đây vậy nè. Ở bên trên đông nghẹt vậy nè. Thực tế đặt để bấm cái giờ nó chạy coi, nó chạy bao lâu. Rồi, chuẩn bị chạy rồi đó. Giờ 23 phút các bạn. Gần như là 9 giờ 24 rồi đó và tàu xuất phát. Đúng gọi là đúng giờ luôn á. Mình sẽ tính lại cái số cây số từ Bang Biên đi Luang Prabang rồi để coi cái thời gian nhà tàu chạy với vận tốc của nó. Xuất phát hiện tại rất im các bạn. Cái ghế ở đây ngồi cũng tương đối là mềm. Ủa trên vé nó ghi là 9 giờ 24 đi là mấy giờ tới? Mấy giờ tới? 9 giờ 24. Mấy giờ tới? Dự kiến là 1 tiếng 15 phút. 1 tiếng 15 phút. 1 tiếng 10 phút lộn lộn. Ủa em bấm được cái số kẻ số từ Văn Viên đi luôn vào bằng nữ mình. Bao nhiêu kẻ số vậy? Một trăm tám mươi ba cây số cho Văn Viên Luang Prabang. 1 tiếng 15 phút thì coi là tốc độ chạy nhiêu? 170 cây số giờ. Chạy rất êm các bạn nha, hồi nãy giờ chạy khoảng độ mấy phút các bạn. Ồ, qua đường hầm. Ồ, bắn xuyên hầm các bạn ơi. Không thấy gì cả nha, trong đường hầm á. Bắn xuyên núi mà không có cảm giác là nghe ồn gì hết các bạn. Cái đoạn đi ngầm này cũng rất là dài các bạn. Mình nhớ cái tàu cao tốc năm 2011 mà đi ở Quảng Châu á thì ngay phần chính giữa kia nó sẽ hiện luôn cái vận tốc của tàu. Lúc đó mình nhớ là trên 300 cái số giờ mình đã nói đó, nhanh lắm. Và cái tàu đó cũng sang hơn, nó gọi là tàu 5 sao. Còn cái tàu này dáng bên ngoài thì nó không có đẹp lắm, nhưng mà thấy nãy giờ chạy rất là ổn. Chạy rất ổn. Ồ, nó bắn nữa không? Bắn xuyên qua không à? Có đường hầm rồi. Tin không là cái tàu này nó chạy im hơn so với cái tàu điện ở bên Singapore và bên Bangkok Thái Lan, im hơn rất rất nhiều nha. Và nãy giờ toàn là chạy ngầm không đó các bạn. Chỉ là cái dáng bên ngoài của cái tàu là nhìn nó không có đẹp thôi, nhưng bên trong thực sự mà nó là chạy rất nhanh. Và 87.000 kiếp là tư duy tiện. 130.000 đồng các bạn cho đoạn đường 187 cây số. Tính ra là rẻ đó. Trong khi nếu mà từ Sài Gòn đi Vũng Tàu mình 120 cây số là nhiêu tiền? Sài Gòn đi Vũng Tàu 120 cây số đi 2 tiếng 1. Ông đâu có tới 250, nhiều khoảng độ 120, 150 vậy. Các bạn thấy không? Tính cho nó rẻ hơn.
từ Sài Gòn đi thủ đô Campuchia Phnom Penh 240 cây số các bạn. Số tiền là tối thiểu 500.000 và đi 7 tiếng đồng hồ. Ở đây 187 cây số đi trong vòng tiếng 15 phút. Vậy số tiền nó cũng rẻ hơn. Núi đẹp quá trời. Mọi người thấy là đầu tư cơ sở hạ tầng rất là lợi không? Mình nhớ về Trung Quốc có những cái chuyến xe lửa có bán độ trên thì tốc độ chậm cũng vui lắm các bạn. 2011, 13 năm rồi. Không, 12 năm rồi. Đợi khi nào mà tình hình Covid đã hoàn toàn ổn hết thì mình sẽ đi. Đẹp lắm luôn á, cảnh toàn núi non không các bạn. Nếu mà có được cái tuyến tàu này là từ Sài Gòn đi Nha Trang mà đi trong vòng 1 tiếng 15 phút thì quá đã. Không, không được. Sài Gòn Nha Trang hơn 400 cây số. Đi trong vòng khoảng độ 3 tiếng. Còn hiện tại nếu mà từ Sài Gòn Nha Trang hiện tại chúng ta đang đi là thường khởi hành khoảng độ 10 giờ tối đến Nha Trang khoảng độ 5-6 giờ sáng. Tốc độ này cũng chưa gọi là tốc độ cao ha. Mới khoảng 150 cây số giờ. Trên địa hình đồi núi các bạn. Rồi enjoy thôi, có đoạn nào đẹp mình sẽ quay để coi tới nơi như thế nào nha. Cứ đi chút xíu lại ngầm các bạn. Và ở đây là Unitel, có nghĩa là mạng không hoạt động được nha các bạn nha. Và muốn tra thông tin thì trước khi lên tàu tra đi. Một đại đa số trên tàu sẽ không có bắt mạng được. Ngầm không? Qua khúc này thấy một chút xíu màu xanh. Đại đa số là đồng ruộng ở Lào, họ để chóc chiều quá. Chắc đợi tới mùa mưa luôn á. Đây chính là cái phần quang cảnh mà các bạn sẽ thấy rất nhiều ở Lào các bạn, vào cái mùa thế này nè. ก็ลงนะคะเข็มสัมภาระของท่านให้ดีก่อนที่จะลงรถและให้ไม่อยู่รถท่าอยู่ที่ประตูทางออกเนื่องจากการจอดรถที่สถานีมีเวลาที่สั้นและระมัดระวังในขณะที่ก้าวลงจากรถและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขอขอบใจในช่วงนั้นเช่นช่วงนั้นการสั่งมาช่างเจ้าเก้าตาอากาศสีสะจ้านหรอถึงใจอากาศสีสะจ้านเชื่อสติเลยเพื่อถ้าสุดท้ายจะเสียชีวิตยังคงมัง9:48 các bạn đến được thị trấn Kashi. The train is arriving at Kashi station. If this is your station arrival, please take all your belongings and get ready to get off the train. Thank you. Một lần nữa 9:48 các bạn đến được จากตาวกับกาซีขอบคุณรถไฟก็สามารถสถานีกาซีแล้วเมื่อท่านผู้โดยสารที่จะลงสถานีกาซีกรุณาเก็บสัมภาระของท่านให้ดีก่อนที่จะลงรถและให้ไม่ยืนรอท่าอยู่ที่ประตูทางออกเนื่องจากการจอดรถที่สถานีมีเวลาที่สั้นและระมัดระวังในขณะที่ก้าวลงจากรถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุขอขอบใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Rồi đây là ước mơ các bạn. Ước mơ là bao giờ từ Sài Gòn đi Nha Trang, ra Hội An, Đà Nẵng, Huế, có thể đi bằng cái tàu cao tốc nhanh. Rất là êm luôn, chạy tới lúc này các bạn gọi là có thể là ngồi ngủ. Tàu dừng ở trạm Kasi 5 phút các bạn. Bây giờ là 9 giờ 56 phút, khởi hành tiếp tục. Đủ thời gian để mà khách đi lên đi xuống nha. Rồi, xuất. Đó, chợ đông luôn các bạn. Mình đi qua các khoang khác, đông lắm luôn á. Đây là khoang số 4, có nhà vệ sinh nha. Ở đây có lấy nước nữa nè. Ladies and gentlemen, the train is arriving at Longkobang Station. If it is your station arrival, please take all your belongings and get ready to get on the train. Thank you. สบายดีผู้โดยสารทุกท่านขบวนรถไฟก็จะสถานีหลวงพระบางแล้วเรียนท่านผู้โดยสารจะลงสถานีหลวงพระบางสับเตอร์หลวงพระบางครับท่านของท่านให้ดีตอนนี้จะลงรถและให้มาหยุดรถไฟอยู่ที่ประตูทางออกเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานีมีเวลาที่สั้นและระมัดระวังในขณะที่ก้าวลงจากรถตลิ่งเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขอขอบใจในชิมันใช่ไหมเราจะ马上就要到达朗勃拉邦车站了请在朗勃拉邦车站下车สับตะลุงกระบังเลย收拾好你的行李物品做好下车准备在车到站时不要慌忙等列车停稳后再下车以免发生危险谢谢cảnh đẹp hơn Ladies and gentlemen tính từng phút luôn các bạn Long Prabang Station if this is your station arrival Please take all your belongings and get ready to get off the train. Thank you. Luang Prabang. Chuẩn bị vào tới trạm luôn pha băng. Tàu bắt đầu dừng lại ha. Mấy giờ mình? 10 giờ 37 phút các bạn. Hồi nãy xuất phát lúc 9 giờ 23 phút. Chính xác là tàu đã chạy 1 tiếng 15 phút các bạn ha. Xuất phát lúc 9 giờ 23 đến đây là khoảng độ 10 giờ 37 38 phút. Tàu chạy rất êm, phải nói là êm hơn cả cái tàu điện ở Singapore và ở Thái Lan. Máy lạnh mình thấy là mát các bạn. Đó, lượng khách đông đến độ như vậy nè.
Rồi, chào mừng các bạn đến với Cố Đô Luôn Phao Bằng. Trong video sau và những ngày kế tiếp, chúng ta sẽ ở Cố Đô nha. Trái tim tinh thần của Lào. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và thực sự rất mong trong vòng những năm tới nữa, Việt Nam sẽ có những cái chuyến tàu như thế này. Không biết là bao nhiêu năm, chắc phải đợi.